Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình dẫn quý vị và các bạn đến một vườn ổi với tổng diện tích là 2 mẫu và chia sẻ với quý vị và các bạn cái hiệu quả của mô hình trồng ổi quý vị các bạn nhé. Vườn ổi này thì trồng rất là mau như quý vị các bạn thấy đây. Với 2 mẫu mà chú chủ vườn chia sẻ là chú ý trồng khoảng 1.000 cây. Thông thường thì ở quê mình một xã Bắc Bộ chỉ trồng khoảng tầm 40 đến 45 cây trên một sào. Đây quý vị cảm thấy là với cái mặt luống như này, chú ý trồng rất là mau. Và với một sào ổi hàng năm chú ý thu, năm nay thì cái ổi này là năm thứ tư. Do cái ổi là cắt tỉa cành thường xuyên cho nên gốc nó sẽ không to được như là cái ổi để rông, để cành lá tự nhiên. Thì chú ý chia sẻ là một năm rơi vào khoảng tầm 2 tấn một sào Bắc Bộ. Và với 2 mẫu như này, trung bình một năm chú ý thu khoảng tầm 35 đến 40 tấn. Đây quý vị cảm thấy là các cái xốp trắng này chính là cái xốp để bọc quả ổi, bảo vệ quả ổi trước loại ruồi vàng. Và nếu thông thường thì ổi ở quê mình tiến hành thu tầm 3 lứa một năm. Nhưng chú chủ vườn chỉ làm vào lứa tháng 2 thu đến tháng 5. Và một lứa nữa là thu từ tháng 9 đến tháng 11 âm lịch. Là hai cái vụ trọng điểm để thu cái ổi này. Còn cái ổi này cứ cắt tỉa cành lá thì nó lại ra quả non. Nhưng cái lứa mà thu từ tháng 2 đến tháng 5 thì là nó ít cái hoa quả cạnh tranh. Còn ở miền Bắc quê mình thì từ tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì lại có nhãn và vải và các loại chuối tây, chuối tiêu để cạnh tranh với loại ổi này. Cho nên là nó sẽ rẻ hơn so với trước tháng 5 và thu từ tháng 9 đến tháng 11 âm. Đây quý vị cảm thấy là với 1.000 gốc ổi trên 2 mẫu này. Thì một năm rơi vào tầm khoảng 40 tấn ổi. Và cái năm vừa rồi thì ổi trung bình là 12 đến 22.000 một kg. Và ổi này thì rất thích hợp với cả những người trung tuổi. Bởi vì nó làm việc nó không vất vả. Cái công tác bọc là chủ yếu. Thứ hai là cắt tỉa cành và chăm bón. Về bón phân thì chủ yếu là phân hữu cơ để giúp cho quả ổi ngọt. Và cái thời kỳ mà cắt tỉa cho cây ra hoa thì có thể bổ sung thêm phân hóa học để chăm sóc rất là nhàn. Với 2 mẫu này thì có thể là 2 lao động vừa làm vừa chơi. Rất hiệu quả, nên mình muốn chia sẻ với quý vị và các bạn cái mô hình này. Đấy, quý vị cảm thấy là sau này các cái quả cứ tầm khoảng 2 đến 3 quả 1 kg thôi. Thậm chí là 2 quả 1 kg. Quý vị cảm thấy là cái xốp bọc kín thế này thì một cây này nó phải tầm vài chục cân quả. Và cái thứ ba nữa là cái ổi này thì các cái loại thuốc phun phòng trừ sâu bệnh hại thì cũng rất là sẵn. Và cái loại thuốc phổ thông chủ yếu là phải đánh đúng và đánh đủ liều lượng. Nếu không thì bị ruồi vàng hoặc là các loại sâu hoặc là dày dẹp nó cũng gây hại đối với cây ổi này. Đây như quý vị các bạn thấy một cây rất là nhỏ mà kín cả xốp như này. Cái hay của việc trồng mau như này thì khi mà cây phát triển tầm thứ tư thứ năm thì chúng ta có thể là cách một cây chặt bỏ một cây. Còn những hộ trồng thưa thì là có thể định cây ngay thì rơi vào tầm 35 đến 45 cây trên một sào Bắc Bộ thì không phải tiến hành chặt. Đây quý vị cảm thấy quả là nói không hoa khi với 2 mẫu ổi mà thu tầm khoảng 4 đến 600 triệu trên một năm. Đây quý vị còn thấy cái xốp nhiều ngang với lá. Và mỗi một cái xốp này là một trái. Đây quý vị còn thấy là nếu mà cứ bình quân cứ 10.000 một kg thôi là các loại cây trồng khác không thể bị kịp. Đây là mô hình rất hay. Mình chia sẻ đến quý vị và các bạn
video của mình kết thúc đây. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn ở các video lần sau. Nếu quý vị và các bạn có các loại giống cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao thì quý vị các bạn nhớ bình luận và chia sẻ phía dưới video các bạn nhé.